ở bên Nhật này là hai mấy năm rồi thầy ạ. Nhưng mà ở gia đình con thì bây giờ thì nó có nhiều cái chuyện mà bây giờ con làm trai. Và gia đình con thì có 6 anh em. Hai ông anh thì mất rồi. Còn con là trai nhưng mà là bé. Thế còn là ba chị em gái ở Việt Nam. Nhưng bây giờ ở Việt Nam thì chị con thì lại đi xe bói. Là bảo bố con mất năm nay là 50 năm rồi. Mà bảo bây giờ có những quần giam ở dưới ông phủ. Mà ở nhà thì bảo cúng khấn là cầu siêu. Làm để cho chết ở sông mà không bị dưới giam cầm nữa. Thì con hỏi thầy em có đấy có phải không? Đó là một nhận thức mê tín có gốc rễ từ dân gian, mà phần lớn là những người theo tư tưởng của đạo Nho đó, người ta thường nghĩ như thế. Thậm chí người ta còn mê tín hơn á, ví dụ như chết dưới sông, giờ chết đuối đi, thì người đó nó vào năm tháng đó, ở năm sau hoặc năm sau nữa phải tìm được một người khác thế mạng mình thì mới được đi đầu thai. Tương tự đối với chết tai nạn giao thông ở bên vệ đường, thì phải đúng ngay cái ngày chết đó phải tạo ra một cái tai nạn giao thông tương tự hoặc là nặng hơn để cho một người khác chết thế vào thì mới được đi đầu thai. Thì đó là những quan niệm rất mê tín và trái với luật nhân quả, trái với luật tái sinh của đạo Phật. Chúng ta không nên tin. Nếu ba của anh á đã mất nay 50 năm thì theo học thuyết tái sinh đạo Phật như vừa nêu trong bài giảng đó, thì năm nay ông ấy đã trở thành là một người trung niên 49 tuổi rồi. Và thậm chí ông ấy có thể có cháu nội cháu ngoại rồi, nếu ông ấy lấy vợ sớm. Và con ông ấy ở 20 tuổi hoài cũng lấy vợ hay lấy chồng sớm. Do đó chúng ta không phải lo lắng về người qua đời đã lâu. Tuy nhiên á, đạo Phật á là đạo tôn trọng hiếu ân, và xem hiếu ân đó là một trong 4 trụ cột văn hóa xã hội mà con người cần có để xứng đáng làm người. Cho nên dầu biết là ông bà cha mẹ người thân đã chết, đã tái sinh, đến ngày kỵ dỗ của ông bà chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng. Giữa cái việc cúng tại nhà và cúng tại chùa, lời khuyên của chúng tôi là nên cúng tại chùa. Thứ nhất á, cúng tại chùa đó chúng ta sẽ mời tất cả các người thân mình đến, và nhân cái dịp cúng đó đó thì các thầy các sư cô chủ trì các chùa đó sẽ có cơ hội giải thích thêm về triết lý tái sinh, về những vấn đề minh triết của cuộc sống, và lúc đó có thể giúp cho người thân chúng ta có cơ hội trở thành Phật tử. Cái lệ lạc đó được gọi là mượn tử để độ sinh. Khi cúng thì dĩ nhiên là các thầy các sư cô sẽ nhắc về cái quy luật vô thường, vô ngã và tái sinh. Nhờ đó mà người thân chúng ta không còn bi lụy nữa, khổ đau nữa, thương nhớ tưởng nữa. Chúng ta làm cái việc đó để nhắc nhở cho con cháu của chúng ta noi gương theo cha của nó, mẹ của nó, để trở thành những người con hiếu thảo trong tương lai. Như vậy cái văn hóa cúng ông bà tổ tiên của đạo Phật và đạo thờ ông bà tổ tiên của Việt Nam đó tạo ra một cái truyền thống đó, thế hệ sau biết ơn thế hệ đi trước, thế hệ đi trước đó, nhớ ơn đức của thế hệ đi trước nữa. Cứ như thế đó, cái hiếu nghĩa, cái ân tình của con người sẽ không bao giờ kết thúc. Cái đó rất hay. Nhật đã bị mất dần cái văn hóa này, Hàn Quốc cũng mất dần văn hóa này, phương Tây đã mất từ lâu rồi. Cho nên ở tuổi xế chiều đó thì con cháu thường đưa ông bà vào viện dưỡng lão cho mình nhẹ thân đó. Nhiều ông bà ở Nhật là buồn cô đơn quá, tự tử mà chết. Và số lượng tự tử người già ở Nhật là đứng đầu bảng thế giới, thì ta không chấp nhận cái sự cô đơn đó được. Còn người Việt Nam chúng ta vẫn còn giữ rất tốt cái truyền thống mà uống nước nhớ nguồn này. Tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường trong nhà Việt Nam không phải là ít. Do đó mặc dù biết ông ấy đã tái sinh trở thành một người đàn ông 49 tuổi rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục cúng. Như vậy là trong cái ngày cúng hôm đó đó, chúng ta chủ yếu là nhắc lại cái lịch sử, những cái đóng góp to lớn của cha mình, của ông mình, để con cháu phải nêu cam kết
không đốt sách nếu cha mẹ mình làm thầy. Tức là giữ truyền thống gia tộc ngày càng tốt hơn thôi. Để sống được hạnh phúc đó, thì lời khuyên của chúng tôi đó là các quý Phật tử phải xa lánh các loại thầy sau đây. Thứ nhất là thầy bói, thứ hai thầy bùa, thứ ba thầy pháp, thứ bốn thầy bắt ma, thứ năm thầy đồng bóng, thứ sáu thầy ngoại cảm, thứ bảy thầy phong thủy, và thậm chí thứ tám là thầy nhân điện. Vì tới những loại thầy này thì phần lớn chúng ta sẽ tiếp nhận những thông tin mê tín dị đoan, mà dầu nhân điện là một lĩnh vực khác. Và nghe những thông tin mê tín dị đoan nó liên hệ đến cái chết của người thân, chết mà chưa được tái sinh, là chúng ta tự nên hoang mang. Lý giải thì mình không có đủ kiến thức lý giải. Hiểu biết thì đâu phải người nào cũng có chuyên môn để chu cấp chúng ta những cái kiến thức chuẩn. Rồi với những cái thông tin đó về đó, làm cho cuộc đời mình là sầu bi khổ u não, đang khi trước đó mình đang sống bình an. Tốn một khoản tiền để rước cái họa về không phải là một ứng xử thông minh. Còn chúng ta là người tu học Phật, mình phải tin một cách là chắc chắn rằng là trên đời này không ai có thể có tuệ giác hơn Đức Phật được, không ai có thể hơn được Đức Phật về vấn đề này được. Cho nên những gì Đức Phật đã nói rồi chúng ta nên tin, và tin đó là có lệ. Giả sử kiếp sau là không có thật, thì cái việc mà tin có kiếp sau sẽ làm cho người ta sống tốt hơn, sống nhân ái hơn, sống có tình người hơn. Huống hồ kiếp sau là có thật, mà kiếp sau là có thật thì chết đã tái sinh rồi, có gì đâu phải lo lắng nữa. Cho nên á, hãy khép lại những nỗi đau quá khứ qua một bên, hãy khép quá khứ với quá khứ. Chúng ta hãy sống với cái chu hiện tại, và tương lai nó là kết quả của hiện tại thôi. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ có một cái tương lai tươi sáng, và đạo hiếu thảo tiếp tục được duy trì. Xin nêu câu hỏi khác.